bạo loạn làm rung chuyển các thành phố của Pháp. Nhiều người biểu tình đốt xe, đốt các tòa nhà, phá hoại và đốt pháo bên ngoài đồn cảnh sát. Vụ việc bắt đầu từ khi cảnh sát bắn chết thiếu niên da màu ở điểm dừng giao thông. Công tố viên ở Nantes cho biết, Naen đã lái xe trong làn đường dành cho xe buýt và khi bị cảnh sát ngăn lại, anh ta đã lái xe vượt đèn đỏ để bỏ chạy. Anh ta bị kẹt xe và các sĩ quan đuổi kịp chiếc xe. Công tố viên cho biết anh ta bị giết bởi một phát đạn duy nhất xuyên qua cánh tay trái và ngực. Tin tức trên các phương tiện truyền thông Pháp trích dẫn những gì được mô tả là nguồn tin cảnh sát ẩn danh, nói rằng thiếu niên này đã lái xe đâm vào hai sĩ quan tại hiện trường. Nhưng một đoạn video về vụ nổ súng xuất hiện ngay sau đó, cho thấy viên cảnh sát nổ súng không gặp nguy hiểm vì người lái xe đang bỏ chạy. Các lời kể đầy mâu thuẫn, góp phần châm ngòi bạo loạn dữ dội ở hơn 10 thành phố. Vào tối thứ Năm, văn phòng công tố viên Nantes thông báo rằng sĩ quan này đã bị giam giữ và điều tra chính thức về tội cố ý giết người và không đáp ứng các điều kiện pháp lý để sử dụng vũ khí. Các cuộc biểu tình bắt đầu ở Nantes, vùng ngoại ô ở phía tây bắc Paris. Sau đó đã có các cuộc biểu tình ở những khu vực khác xung quanh thủ đô. Tất cả đều nằm ngoài đường vành đai Périphérique, bao quanh các quận trung tâm Paris, nơi tập trung hầu hết các điểm du lịch nổi tiếng và khu dân cư chính. Ở những nơi khác của Pháp, cảnh sát đã được triển khai tới các thành phố du lịch trọng điểm Marseille và Bordeaux ở phía nam, cũng như các thành phố Lille ở phía bắc, điểm dừng của chuyến tàu Eurostar từ London và Roubaix. Chính quyền địa phương trên khắp đất nước đã ban bố lệnh cấm biểu tình, ra lệnh ngừng các phương tiện giao thông công cộng vào buổi tối và một số nơi áp đặt lệnh giới nghiêm qua đêm. Tại Tour Coy thuộc vùng Hauts-de-France, cảnh sát tiến hành kiểm tra ô tô và người qua lại trên những con phố sau 21 giờ tối giờ địa phương. Bộ Nội vụ đang huy động 45.000 sĩ quan ở khắp mọi nơi trên đất nước cùng với các nguồn lực khác như máy bay trực thăng của hiến binh, các đơn vị thuộc hiến binh quốc gia và lực lượng cận vệ Cộng hòa. Tôi cũng muốn nói rằng ở Marseille và Lyon, chúng tôi sẽ tăng cường đáng kể lực lượng của mình. Tại Paris, cảnh sát đã tăng cường an ninh tại đại lộ Champs-Élysées mang tính biểu tượng của thành phố sau khi có lời kêu gọi tập trung trên mạng xã hội. Những đường phố vốn chật cứng khách du lịch, nay lực lượng an ninh tiến hành kiểm tra tại chỗ. Mặt tiền của các cửa hàng đã được gia cố để đề phòng đập phá và cướp bóc có thể xảy ra. Tổng cộng khoảng 10 trung tâm thương mại, 200 siêu thị đã bị tấn công và cướp phá, khoảng 15 trong số đó đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Khoảng 250 cửa hàng thuốc lá cũng bị tấn công, một số bị thiêu rụi. 250 ngân hàng và rất nhiều cửa hàng thời trang, cửa hàng thể thao, nhà hàng thức ăn nhanh như McDonald's, KFC và những cửa hàng khác. Chúng tôi muốn nói rất chắc chắn rằng những hành vi này là không thể biện minh được, không thể diễn tả được và không thể dung thứ được. Nhiều nhà hàng, khách sạn bị khách hủy đặt chỗ do e ngại các cuộc biểu tình bạo lực khắp nước Pháp. Phòng thương mại Paris Interfrance cho biết đang huy động lực lượng để cung cấp và hỗ trợ kỹ thuật cần thiết, bồi thường bảo hiểm cho các thương nhân, nhà quản lý của các công ty bị ảnh hưởng. Tổ chức các khách sạn và nhà hàng độc lập ở Pháp phàn nàn, truyền thông các nước bắt đầu đưa hình ảnh về Paris trong lửa và máu, không tương ứng với thực tế. CEO Frank Truk cho rằng khách du lịch châu Á, những người đặc biệt lo ngại về vấn đề an toàn, có thể không ngần ngại hoãn hoặc hủy chuyến đi trong bối cảnh căng thẳng này. Bạo loạn bùng lên ở Pháp sau vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên đã trở thành cuộc khủng hoảng nguy hiểm và không mong muốn đối với Tổng thống Emmanuel Macron trong bối cảnh ông đang nỗ lực tạo dấu ấn cho nhiệm kỳ thứ hai của mình. Cuộc bạo loạn lần này nổ ra sau khi chính phủ Pháp chấm dứt được đợt biểu tình kéo dài nửa năm để phản đối kế hoạch cải cách lương hưu gây tranh cãi. Hình ảnh những cửa hàng bị cướp bóc và xe buýt bị đốt cháy trên khắp đất nước có nguy cơ làm tổn hại đến vị thế quốc tế của Tổng thống Macron vào thời điểm nhà lãnh đạo này muốn đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Macron buộc phải hủy chuyến thăm cấp nhà nước tới Đức, dự kiến bắt đầu vào ngày 1 tháng 7, và là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Pháp sau 23 năm. Ông phải cắt ngắn lịch dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu EU tại Bruxelles trong tuần này, vội trở về Paris để chủ trì cuộc họp khẩn cấp để xử lý khủng hoảng. Tôi không cho rằng nước Pháp sẽ trở nên bất ổn, ngay cả khi những hình ảnh phát đi là rất đáng buồn. Đó là lý do tại sao tôi rất hiểu quyết định của Tổng thống Pháp về việc hoãn chuyến thăm lúc này. Nếu là tôi cũng sẽ làm như vậy, và chúng tôi chúc ông ấy vượt qua thử thách không hề nhỏ này.
không thể chấp nhận được các hành vi bạo lực. Chúng ta phải làm mọi việc để duy trì sự gắn kết trong xã hội. Đầu năm nay, Pháp cũng phải hủy kế hoạch đón vua Anh Charles Đệ Tam đến thăm. Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của vua Charles về tư cách là quốc vương, do các cuộc biểu tình kéo dài trên đường phố Pháp để phản đối kế hoạch nâng tuổi nghỉ hưu. Sau nhiệm kỳ đầu tiên bị chi phối bởi các cuộc biểu tình của lực lượng áo vàng rồi đến đại dịch COVID-19, nhiệm kỳ thứ hai của ông Macron một lần nữa có nguy cơ bị phủ bóng bởi những nỗ lực đối phó khủng hoảng thay vì thực thi chính sách. Bruno Coste, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chính trị thuộc Đại học Sciences Po cho rằng đợt bạo loạn này là tin rất xấu đối với Tổng thống khi ông đang hy vọng có một giai đoạn xuân sẻ sau khi vượt qua cuộc khủng hoảng lương hưu. Đảng cầm quyền của ông Macron mất đa số ghế trong cuộc bầu cử lập pháp năm 2022, vì thế càng phải thận trọng trong xử lý những vấn đề trong nước. Ông Macron rất hiểu rằng đối thủ cực hữu Marine Le Pen vẫn đang chuẩn bị để chờ cơ hội giành lấy Điện Élysée trong cuộc bầu cử năm 2027. Sau đó chắc chắn sẽ phá hỏng di sản của ông và đưa chính phủ về phía cánh hữu trong các vấn đề an ninh. Con mắt của thế giới cũng đang đổ dồn về nước Pháp khi Paris chuẩn bị tổ chức Thế vận hội chỉ sau hơn một năm nữa. Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định rằng việc cảnh sát bắn chết thiếu niên Nain là không thể giải thích được và không thể bào chữa được. Có ý kiến cho rằng sự việc đáng tiếc trên xảy ra vì hai lý do rõ ràng. Đó là Pháp chưa thực sự giải quyết dứt điểm nạn phân biệt chủng tộc ở các thể chế và sự mơ hồ của pháp luật đối với việc cảnh sát sử dụng súng khi yêu cầu dừng các phương tiện giao thông. Pháp từ lâu đã tuyên bố không quan tâm đến màu da. Điều một trong hiến pháp của nước này đảm bảo sự bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật, không phân biệt nguồn gốc, chủng tộc hay tôn giáo. Nói cách khác, đó là một vấn đề hoàn toàn riêng tư. Luật năm 1978 thậm chí còn cấm thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân về nguồn gốc chủng tộc hoặc sắc tộc, quan điểm chính trị, triết học hoặc tôn giáo. Điều này có nghĩa là xã hội Pháp không quan tâm sự phân biệt chủng tộc có hệ thống. Cộng đồng người nhập cư chiếm tỷ lệ đáng kể trong dân số của Pháp. Đa số họ đến từ châu Phi, Caribe và châu Á. Nhưng các cơ quan nhà nước không thu thập bất kỳ dữ liệu nào về việc có bao nhiêu người da màu bị hệ thống giáo dục loại trừ, bao nhiêu người thất nghiệp, bao nhiêu người sống trong nghèo đói, bao nhiêu người không được phục vụ bởi các dịch vụ nhà ở và chăm sóc sức khỏe, và bao nhiêu người là nạn nhân của sự phân biệt chủng tộc. Vì thiếu dữ liệu nên chính phủ cũng không nhận biết được thực tế để có biện pháp phù hợp. Chỉ thỉnh thoảng, nạn phân biệt chủng tộc trong xã hội mới được công nhận. Một báo cáo năm 2022 của Ủy ban Tư vấn Nhân quyền Quốc gia Pháp ước tính rằng 1,2 triệu người mỗi năm có khả năng là nạn nhân của ít nhất một cuộc tấn công phân biệt chủng tộc, bài Do Thái hoặc bài ngoại ở Pháp, một quốc gia có 68 triệu dân. Những hành vi như vậy thường bị đổ lỗi cho cá nhân cư xử thiếu chuẩn mực, chứ không phải là lỗi hệ thống. Sự đối xử phân biệt chủng tộc, đặc biệt là đối với những thanh niên da màu, dưới bàn tay của cảnh sát, càng làm trầm trọng thêm sự phẫn nộ và các điểm dừng giao thông đã trở thành một điểm nóng. Và năm 2017, một luật mới được đưa ra sau các cuộc tấn công khủng bố đã trao cho cảnh sát nhiều quyền hơn trong việc sử dụng súng nếu người lái xe không tuân thủ khi dừng giao thông và các cảnh sát cảm thấy cá nhân đó có thể tiếp tục làm hại những người trên đường đi của phương tiện. Các nhà hoạt động như đại biểu quốc hội vùng Nantes là Sabrina Sembahi đã chỉ trích sự mơ hồ của luật này, chỉ ra sự gia tăng đáng kể các vụ dừng xe gây tử vong kể từ khi luật được ban hành. Một cuộc điều tra của Reuters cho thấy 13 người đã chết dưới tay cảnh sát trong những vụ việc như thế này vào năm 2022. Cậu thiếu niên Nain là nạn nhân thứ 3 trong năm nay. Kể từ năm 2017, phần lớn nạn nhân là người da màu hoặc người gốc Ả Rập. Phản ứng dữ dội trước cái chết của Nain cho thấy căng thẳng chủng tộc ở vùng ngoại ô hiện đã trở nên nghiêm trọng như thế nào. Những kẻ bạo loạn đã cố tình nhắm vào các biểu tượng của nền Cộng hòa. Các tòa thị chính và trường học đã bị đốt cháy. Các sĩ quan, cảnh sát và lính cứu hỏa bị tấn công. Liên Hợp Quốc cho rằng đây là cơ hội để giải quyết nạn phân biệt chủng tộc ở Pháp. Chúng tôi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc biểu tình ôn hòa. Chúng tôi kêu gọi các cơ quan chức năng đảm bảo việc cảnh sát sử dụng vũ lực để giải quyết các phần tử bạo lực trong các cuộc biểu tình, luôn tôn trọng các nguyên tắc hợp pháp, cần thiết, tương xứng, không phân biệt đối xử, thận trọng và trách nhiệm giải trình. Bất kỳ cáo buộc nào về việc sử dụng vũ lực không phù hợp đều phải được điều tra nhanh chóng. Chính phủ Pháp cần lắng nghe kiến nghị về việc làm rõ các trường hợp mà các sĩ quan cảnh sát có thể sử dụng súng hợp pháp nếu người lái xe không tuân thủ trong khi dừng giao thông và cải thiện việc đào tạo cho nhân viên thực thi pháp luật.
chừng nào nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống trong cảnh sát Pháp và phần còn lại của xã hội chưa được điều tra, định lượng và giải quyết. Những vụ việc tương tự sẽ tiếp tục xảy ra ở các vùng ngoại ô nghèo nhất, nơi sinh sống của những người da màu và châm ngòi cho những vụ bạo lực ở các nơi khác. Và khi bạo lực bùng lên ở các vùng ngoại ô của Pháp như hiện nay, thì người chiến thắng có khả năng là phe cực hữu, những người sẽ nắm bắt cơ hội để gieo rắc thêm sự chia rẽ chủng tộc, chống người nhập cư để có lợi trong các cuộc bầu cử. Phương châm tự do, bình đẳng, bác ái của Cộng hòa Pháp là nguồn cảm hứng cho nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Chứng kiến những giá trị đó bị hủy hoại do thiếu sự điều tra và giải quyết nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống, khiến rất nhiều công dân của họ cảm thấy không được nhà nước bảo vệ. Không chỉ đáng buồn mà còn không thể bảo chữa được. Hy vọng bi kịch về cái chết của Naen ít nhất cũng châm ngòi cho một cuộc tranh luận có ý nghĩa về nạn phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử có hệ thống ở Pháp, cũng như cách vượt qua nó vì lợi ích của mọi công dân Pháp. Bản tin Nhìn ra thế giới hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.